Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic Sách Nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Phu Quân Ngây Thơ Đệ Nhất Thiên Hạ của tác giả Duyệt Vi. Truyện thuộc thể loại trọng sinh, gia đấu, nam chính ngốc nghếch ngây thơ. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người nữa, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 31, vô tâm. Cái gì? Manh Nhi đẩy con xuống. Không thể nào. Lão phu nhân lập tức lắc đầu phủ định, trước giờ Manh Nhi chưa hề làm ai bị thương. Yến Hồng nghe xong nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn Mộc Vũ Phi, trong lòng đã lôi hắn ra quất roi 100 lượt. Dám oan khuất tiểu ngốc ngây thơ như bé thỏ trắng nhà nàng. Đáng uống thêm mấy ngụm nước ao nữa. Đông Phương Manh căn bản không biết Mộc Vũ Phi đang nói hắn, chỉ ngơ ngác nhìn mặt Mộc Vũ Phi, không nháy mắt, cực kỳ chăm chú. Mộc Vũ Phi vội vàng xua tay biện bạch, là tam biểu ca đẩy, có điều huynh ấy không cố ý, coi như con tự chuốc lấy. Hắn nói câu này xong, mặt càng đỏ hơn, gục đầu xuống có vẻ xấu hổ. Con thấy vịt con của tam biểu ca cũng lớn thế rồi, luôn muốn giúp tam biểu ca huấn luyện, dạy chúng bơi. Cho nên mới dẫn tam biểu ca ra bờ ao thả vịt. Ai dè tam biểu ca thấy con thả vịt con xuống nước, tưởng con muốn ném chúng, nên mới hơi mất bình tĩnh. Con nghe người ta nói vịt hoang sinh ra là biết bơi rồi, vịt con thả trong nước sẽ không gặp nguy hiểm, thật đó, con cam đoan. Nhưng biểu ca lại không biết, con giải thích sao huynh ấy cũng không nghe, còn đẩy con xuống nước. Kỳ thật hắn không có nói là Đông Phương Manh định nhảy xuống nước cứu vịt con, kết quả bị hắn cản lại, cho nên Đông Phương Manh mới sốt ruột đẩy hắn một cái, lại thêm con gà mẹ hợm hĩnh kia còn bay tới mổ cho hắn mấy cái vào mông, hắn đứng không vững mới té xuống ao. Mẹ ơi, hắn biết chắc con gà kia còn ghi thù hắn quăng nó ra ngoài cửa sổ, nhỏ nhen muốn chết. Lão phu nhân nghe xong im lặng, hồi lâu không biết nên nói gì mới được. Con mình không hiểu thế sự, thế mà lại đụng phải thế tử không bớt việc này. Bà vô thức quay đầu nhìn Yến Hồng, lại phát hiện trong mắt nàng thoáng qua tia lửa. Tướng công đẩy thế tử xuống nước, Yến Hồng thay tướng công xin lỗi thế tử. Yến Hồng càng tức giận lại càng không lộ ra ngoài mặt, chỉ là giọng nói cứng nhắc ai cũng nghe ra được. Tẩu tẩu, tẩu đừng giận, đệ. Sau này đệ sẽ không đụng vào vịt con của biểu ca nữa. Mộc Vũ Phi thấy Yến Hồng lạnh lùng như thế, trong lòng càng thêm hối hận, giọng nói mang theo chút van vỉ. Không biết sao Đông Phương Manh nghe đến vịt con lại lọt vào tai, nét mặt bắt đầu đau khổ, ôm đầu rên nhỏ, tiểu cường. Rớt xuống nước, cứu. Mộc Vũ Phi hoảng hồn, vội vàng nói, không sao, vịt con đều biết bơi hết, lúc đệ rớt xuống nước chúng còn bơi rất vui vẻ. Yến Hồng thừa lúc lão phu nhân không chú ý, hung tợn chừng Mộc Vũ Phi một cái, vội vã ôm đầu Đông Phương Manh, không ngừng dỗ, đừng sợ, vịt con không sao, đang ăn sâu trong vườn kìa. Đừng sợ nha. An ủi dỗ dành nửa ngày, cuối cùng Đông Phương Manh cũng nghe vào, túm tay Yến Hồng muốn đi thăm vịt con. Mộc Vũ Phi hoàn toàn là loại vừa thành vết thương đã quên đau, bĩu môi oán giận, mới tới thăm người ta đã đi rồi. Ta là bệnh nhân đấy. Yến Hồng thật sự hết nhịn nổi, quay đầu quẳng lại một câu, đáng đời ngươi. Làm lão phu nhân ngây ra, Mộc Vũ Phi đực mặt nửa ngày, ngơ ngáo nhìn hai người đi xa rồi mới tủi thân nói với lão phu nhân. Dì xem kìa, tẩu tẩu đối xử với con thế đấy. Chọc cho lão phu nhân cười vui vẻ. Qua 2 ngày, Mộc Vũ Phi không phát sốt, toàn trang từ trên xuống dưới mới yên tâm. Lo sắp xếp làm sinh nhật cho Đông Phương Manh. Mộc Vũ Phi vừa được đại phu tuyên bố không có gì đáng ngại liền nhảy ngay xuống giường chui loạn khắp nơi, nhảy nhót vui vẻ khiến Yến Hồng nhìn mà phát bực. Thì đó, thằng nhãi này không biết có uống lộn thuốc gì không, khỏe mạnh rồi thì cứ như ruồi nhặng đuổi không đi, cả ngày xoay quanh hai vợ chồng nàng. Đông Phương Manh còn đỡ, dù sao hắn thích thì còn để ý một chút, không thích lên trực tiếp phớt lờ. Ngược lại Yến Hồng nhịn thằng nhóc hư đốn vừa trẻ con vừa ngang ngạnh còn làm bộ chín chắn này thật vất vả, mấy lần suýt nữa bùng nổ. Nếu không phải vài ngày nữa thằng nhãi này sẽ bị Đông Phương Tề túng đi, nàng đã đập cho nó u đầu. Tẩu may cái này dùm đệ một chút được không? Mộc Vũ Phi giơ tay áo vọt vào lương đình y chang con khỉ. Yến Hồng đang ngồi trong đó một mình suy nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho Đông Phương Manh, còn chính chủ thì đang ngồi trên hòn núi giả dưới đỉnh, chăm chú xếp đám vịt con đi vào trong động giả sơn từng con một. Lúc Mộc Vũ Phi nhào tới, kinh động một hàng vịt con, không hẹn mà cùng chui hết vào động, Đông Phương Manh lại chui vào túm từng con ra, hành hạ hết sức hào hứng. Yến Hồng bực mình trợn trắng mắt nhìn con khỉ không mời mà tới trước mặt. Hiện giờ nàng lười bày ra vẻ mặt dễ chịu với hắn rồi, tên này đơn giản là đồ mặt dày. Lúc trước nói hắn một câu là hắn tức nhảy dựng như tôm búng, bây giờ lại từ tức giận thành mặt dày, dầu muối không lọt. Tẩu, đây là quần áo đệ thích nhất, giúp đi mà. Mộc Vũ Phi xuất chiêu thường hay dùng để dỗ mẹ già nhà hắn, làm nũng. Đáng tiếc Yến Hồng không phải phụ nữ trung niên, không ăn chiêu này của hắn. Ngoắc tay gọi nha đầu tập nhân, may, tay áo đứt, 23, dùm thế tử một chút. Nàng cố tình nhấn mạnh mấy chữ trong đó, hại tập nhân nhìn Mộc Vũ Phi quái dị, xong rồi còn buông một câu, tiểu thế tử, ngài muốn cắt bảo đoạn nghĩa với ai thế? Mộc Vũ Phi muốn hộc máu, hắn nghĩ cả buổi sáng mới ra chiêu này để lại gần Yến Hồng, còn cố ý rạch cái áo mình thích nhất nữa, ai muốn tiểu nha đầu lường gạt này tới giúp chứ? Giơ tay xua con ruồi tập nhân qua một bên, hắn sụ mặt sán tới trước mặt Yến Hồng, tẩu may dùm đệ chút đi mà. Đệ chỉ tin tẩu thôi, lỡ tiểu nha đầu kia may như chó cắn, đệ còn mặt mũi nào gặp ai chứ? Tập nhân nghe xong, mặt phồng lên như cái bánh bao, hai con mắt trừng hận không thể đập cho Mộc Vũ Phi mấy cái. Mộc Vũ Phi vờ như không thấy, tiếp tục mặt dày. Cái này ta sợ không giúp ngươi được. Khả năng thêu thùa của ta kém tập nhân đâu chỉ một chút, không tin ngươi có thể thử xem. Yến Hồng nghĩ thầm, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nếu còn không biết thức thời thì đừng trách bà cô ta ra tay ác độc. Ấy thế nhưng tên này còn không tin thật, giở ống tay áo lên chồm tới, cười vì đạt được ý đồ, đệ tin năng lực của tẩu. Yến Hồng cười âm u, nói với tập nhân, chuẩn bị kim chỉ. Một chén trà trôi qua, Mộc Vũ Phi nhìn ống tay áo may y chang con rết nhe nanh múa vuốt, khóc không ra nước mắt. Hắn vô cùng hoài nghi Yến Hồng cố ý. Không sai, quả thực Yến Hồng cố tình làm thế. Tuy rằng nàng thêu thùa thật không ra sao nhưng chuyện khâu vá này không làm khó được nàng. Hừ, muốn nàng khâu lại áo, cũng phải xem đối tượng là ai. Vừa lúc Đông Phương Manh chọc vịt con mệt rồi, ông lão đại tiểu cường yêu dấu đi vào đình, liếc thấy Mộc Vũ Phi giơ ống tay áo lên, đi tới chọt ngón tay vào khe hở Yến Hồng cố ý may lỗi, kết quả khỏi nói cũng biết. Á, hở to hơn rồi, dừng tay lại đi tam biểu ca. Mộc Vũ Phi hấp tấp muốn cứu nhưng đã muộn, lỗ hổng đã lớn hơn rồi. Yến Hồng và tập nhân đều lén lút cười, vui sướng trên nỗi đau của hắn. Mộc Vũ Phi vừa la hét vừa nhìn trộm Yến Hồng, thấy nàng cười vui vẻ, chỉ cảm giác trong lòng ngọt ngào, nghĩ bụng tốn thêm vài bộ đồ cũng đáng. Cái thằng phá gia chi tử. Tẩu chuẩn bị quà gì cho biểu ca thế? Mộc Vũ Phi ầm ĩ một trận, lại như con khỉ chạy lại hỏi Yến Hồng. Thiên cơ bất khả lộ. Keo kiệt. Mộc Vũ Phi tức tối hừ, mấy phút sau lại không cam tâm sán lại tiếp tục nói. Tẩu nói cho đệ biết đi, cùng lắm đệ không nói cho biểu ca biết. Yến Hồng buồn cười, chẳng lẽ trước đó ngươi còn tính mách lẻo? Mách gì? Mộc Vũ Phi không hiểu lắm cách nói mới mẻ này, Yến Hồng chề môi, mật báo ấy. Tẩu xem đệ là loại người gì? Đệ không có thế. Đụng đến vấn đề nhân cách, Mộc Vũ Phi không hàm hồ chút nào, nhảy dựng lên la hét. Kết quả thiếu chút đạp vào vịt tiểu tam đang lắc lư, lại nhảy lò cò một chân sang bên cạnh, nhất thời tránh hơi gấp, đứng không vững, người đổ nhào sang một bên. Yến Hồng lại vừa khéo ngồi ngay bên này, không tránh kịp, trơ mắt nhìn tên kia nhào lên người nàng, đầu hắn đập vào mắt nàng, đau tới mức nước mắt nàng trào ra, mắt nổ đom đóm. Ui ra, thằng danh này còn kêu đau trước, gục trên người nàng nửa ngày không chịu đứng dậy. Tập nhân sốt ruột ra sức kéo hắn cơ hồ muốn tuột quần áo hắn ra cũng không thấy hắn dậy. Đông Phương Manh ngây ra, nửa ngày mới bạnh mặt, túm lấy Mộc Vũ Phi dùng sức đẩy sang một bên, sau đó tự mình tặng một cái ôm khăng khít, vòng Yến Hồng nước mắt ròng ròng vào trong cánh tay mình. Tất cả mọi người đều ngớ ra, trừ Đông Phương Manh và Yến Hồng nước mắt mờ mịt. Đau, Đông Phương Manh vụng về lau nước mắt trên má Yến Hồng, thổi phù phù lên con mắt bị đau của nàng, miệng chu ra khiến người ta yêu cực kỳ. Yến Hồng cảm thấy cơn đau tan biến ngay tức khắc, nhớ ra mấy ngày trước hắn đụng phải góc bàn, nàng cũng thổi vết thương của hắn như thế, không ngờ hắn lại học nhanh vậy. Yến Hồng đang hưởng thụ tướng công nhà mình ngọt ngào thương yêu, tên đầu sỏ kia lại cứ không chịu yên thân. Tẩu tẩu, xin lỗi, đệ không cố ý đâu, đầu đệ cũng đau quá nè. Vừa xoa đầu vừa lâng lâng trong dạ, người nàng mềm ghê, thơm ghê. Yến Hồng còn chưa kịp dạy dỗ thằng nhãi này thì Đông Phương Manh ngoẹo đầu, chỉ Mộc Vũ Phi nói, tiểu phi, xấu. Ngẫm nghĩ, lại thêm một chữ, đánh. Nói xong quay đầu nhìn Yến Hồng, ý là hỏi nàng, nói đúng không? Yến Hồng hiểu ý, cười nói, đúng, tiểu phi là người xấu, đánh tiểu phi. Nói rồi lượm lá cây trên bàn ném vào người Mộc Vũ Phi, làm bộ đánh người. Đông Phương Manh thấy thế, môi mím cong cong, vui vẻ nhìn Mộc Thế Tử ngơ ngáo bên cạnh. Không công bằng, đệ cũng đau mà, không ai xoa giúp đệ. Mộc Vũ Phi xoa đầu không ngớt lầu bầu. Chớp mắt, lại gục đầu chạy tới bên cạnh Yến Hồng, tẩu tẩu, tẩu đụng đệ đau như vậy, tẩu chịu trách nhiệm xoa cho đệ. Yến Hồng tức điên, thằng khốn này có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không? Không biết nam nữ khác biệt à? Không biết lễ giáo phong kiến nuốt chửng người ta hay sao? Ban nãy hắn té nhào lên người nàng, hại nàng trở tay không kịp thì thôi, bây giờ còn được một tấc lấn một thước, thật đúng là thiếu ăn đòn. Tức quá hóa cười, nàng đứng dậy kéo Đông Phương Manh đi ra ngoài, đi thôi Manh Manh, xuống bếp làm đồ ăn ngon. Lười để ý đồ dỗi hơi này, đi thẳng một mạch. Mộc Vũ Phi ngây ra một chút, sắc mặt đổi rồi lại đổi, cuối cùng kêu lên, chờ đệ với. Lại đuổi theo, tập nhân nhìn mà mắt trợn ngược, không biết da mặt tiểu thế tử này làm từ cái gì mà dày đến thế. Chương 32, mồng 8 tháng Chạp. Mồng 8 tháng 12, chính là tiết Lạp Bát, 24, theo phong tục của Di Lăng phải tế tổ cúng thần, dân gian thịnh hành nấu cháo Lạp Bát, ăn cháo Lạp Bát, trừ tai tránh nạn. Hạ nhân công phủ hào hứng thu thập đủ loại nguyên liệu chuẩn bị nấu cháo Lạp Bát, vừa khéo bị Yến Hồng rảnh rang bắt gặp, thế là giành lấy một phần việc của họ, tự mình cũng nhảy vô góp một chân. Hạ nhân đã quen với cảnh tam thiếu phu nhân ưa chui phòng bếp, có điều Đông Phương Manh ngày thường chỉ phụ trách ăn, lần này cũng gia nhập vào nhóm giúp đỡ, hào hứng đi nhặt các loại đậu đầy màu sắc đãi trong chậu nước, nghịch ướt cả tay áo. Yến Hồng sợ hơi ẩm bám trên người hắn sẽ bị cảm lạnh, liền kéo hắn lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bếp lửa, chờ lát nhóm lửa lên, tiện thể hong khô tay áo luôn. Khiến người ta kinh ngạc không thôi là Đông Phương Manh đột nhiên bộc lộ tài năng trời cho trên lĩnh vực đếm số. Yến Hồng sơ ý làm đổ một chén đậu xanh nhỏ, đậu lăn xuống đất, Đông Phương Manh chỉ liếc một cái bỗng nhiên nói, 938. Yến Hồng ngớ người, gì cơ? Đông Phương Manh lại chỉ vào trong chén, 126. Yến Hồng vội vàng cầm lấy chén đếm một lần, quả nhiên còn dư 126 hột. Vậy tức là trên đất có 938 hột rồi. Manh Manh đúng là thiên tài. Dưới hỏa nhãn kim tinh của mấy đóa kim hoa, Yến Hồng nặng nề vô lễ tướng công nhà mình một cái. Nàng biết người mắc chứng tự bế ở một phương diện nào đó lại có tài năng mà người bình thường khó mà sánh kịp. Đời trước nàng cũng từng tiếp xúc một số ca bệnh, nhưng đều không quá rõ ràng. Không ngờ ngoài copy siêu cấp ra, Đông Phương Manh cũng nhạy bén với chữ số như thế, thật sự quá trâu bò. Công phủ xưa nay thích nấu cháo Lạp Bát ngọt, dùng nhiều loại hoa màu tươi mới và trái cây mà nấu, nghe nói cả nhà từ trên xuống dưới đều thích ăn. Nhưng Yến Hồng lại ưa cháo mặn, vì thế dành riêng một bếp lò chuẩn bị nấu một ít cháo mặn mà ăn. Ngoài chuẩn bị các loại nguyên liệu như gạo, kê, đậu xanh, đậu đũa, đậu đỏ, đậu phụng, táo tàu ra, Yến Hồng còn thêm thịt băm, củ cải, cải trắng, miến, rong biển, đậu hũ các thứ. Nhất thời hưng phấn lại thêm một ít lạp xưởng, bỏ thêm ít muối, xong sai tập nhân bắt đầu nhóm lửa hầm. Đông Phương Manh thấy đậu yêu quý của hắn đều bị thảy vô nồi hết cái chơi, lại muốn học tập nhân nhóm lửa, hại tập nhân hét ầm ĩ, hắn còn ở bên cạnh vô tâm cười tâu. Đang nấu cháo, người hầu tới báo, thế tử Đông Phương Ngọc phái người mang quà đã tới Sơn Trang công phủ, lúc này còn cách sinh nhật Đông Phương Manh 4 ngày. Đông Phương Ngọc đặc biệt chuẩn bị một xe quà to cho tiểu đệ nhà mình, từ đồ ăn tới quần áo mặc đều đầy đủ, hơn nữa còn rất quan tâm tới sở thích của Đông Phương Manh, thức ăn đa phần là đồ ngọt, quần áo mặc cũng là màu sắc ưa thích. Trong đó có một loại quả màu vàng tươi, ăn vào có vị rượu thoang thoảng, ngay cả lão công gia cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói là đặc sản của Sa Li Quốc tiếp giáp với biên quan, Đông Phương Ngọc đặc biệt tốn tiền vàng mua về. Để giữ được màu sắc tươi mới, Đông Phương Ngọc chuyển nguyên cả cây vào chậu trồng, người đưa quà cũng cực kỳ cẩn thận, thành thử cây chuyển tới công phủ nhưng vẫn sống rất khỏe. May mà cây còn nhỏ, ước chừng mới ra trái bói, nhìn qua cũng không khác mấy chậu cây bình thường, xong cũng dùng riêng một xe ngựa để chở. Yến Hồng nhìn mà than thở không thôi, công gia phu nhân lại tỏ vẻ tập mãi thành quen. Nàng không khỏi cảm thán tận cõi lòng, vị đại bá chưa thấy mặt này thật đúng là một đóa kỳ hoa trong tộc triều em. Cháo mặn Yến Hồng nấu tất nhiên được cả phủ khen ngợi, Đông Phương Manh xưa nay luôn thích cháo ngọt cũng rất nể mặt ăn 3 chén. Công gia phu nhân đều tán thưởng, còn liệt cháo này vào hàng thực phẩm bảo lưu trong các tiết lạp bát sau. Còn một người khiến người khác phải chú ý, ấy là Nhữ Nam Vương thế tử Mộc Vũ Phi. Tên này một mình ăn hết sạch một thau cháo, cuối cùng bụng căng tròn, gần như đi không nổi, giống như phụ nữ sắp lâm bồn vịn eo dựa một bên thở dốc. Đông Phương Manh tò mò sờ bụng Mộc Vũ Phi, kế đó cười tít mắt ra mệnh lệnh, dưa, cắt. Làm Mộc Vũ Phi kinh hồn bạt vía, cắt cái gì? Yến Hồng nhịn hết nổi, kéo Đông Phương Manh cười nắc nẻ, Manh Manh, dưa của tiểu phi ở trong bụng, không cắt được. Công gia phu nhân cũng bị chọc, cười phá lên, chỉ có Mộc Vũ Phi ai oán nhìn mọi người, trong lòng cực kỳ giận dỗi, ta hao hết tâm tư lấy lòng dễ lắm sao. Tế tổ buổi sáng vừa hoàn tất, cả nhà ăn xong cháo lạp bát thì đã gần giữa trưa. Giờ ngọ 2 khắc, đóa kỳ hoa còn lại của bộ tộc triều em Đông Phương Tề cũng từ kinh thành ra roi dục ngựa trở về. Lúc Đông Phương Tề về đến nhà, ngoại trừ trên lưng có một bao hành lý to đùng ra thì không còn gì khác, Yến Hồng thở hắt ra, rốt cuộc cũng có một kẻ không khoa trương như thế. Ai dè được thông báo, còn có 4 chiếc xe ngựa đằng sau, áng chừng buổi tối mới tới được. Ngoài há hốc mồm ra, Yến Hồng không còn gì để nói. Bao hành lý trên lưng Đông Phương Tề đựng một cái áo khoác sặc sỡ, lớp ngoài làm bằng lông công, bên trong lót da trồn tía đẹp đẽ quý giá, nghe nói là của vị quan nào đó hiến cho thái tử gia, bị Đông Phương Tề mặt dày xin về lấy lòng đệ đệ nhà mình. Nghe đồn toàn thiên hạ chỉ có 2 bộ như thế, viên quan kia cơ duyên xảo hợp có được một bộ cống tặng thái tử gia, một bộ ở hoàng cung, bị hoàng đế ban thưởng cho hoàng hậu nương nương chuyên sủng 30 năm nay. Đông Phương Manh vừa thấy cái áo này liền nhìn chằm chằm, quên cả cho vịt con yêu dấu ăn, nửa ngày lưu luyến không chớp mắt. Đông Phương Tề đắc ý giúp hắn khoác lên người, vì thế Đông Phương Manh cũng tặng cho Đông Phương Tề một nụ cười hiếm hoi, dưới sự cổ vũ của Yến Hồng còn nói, cảm ơn. Làm Đông Phương Tề kích động thiếu chút thì chảy nước mũi. Yến Hồng ở bên cười trộm, thằng nhãi này mặc cái áo hoa hòe như thế, có thể trực tiếp xưng huynh gọi đệ với chim công rồi. Đông Phương Manh sáng sớm đã dậy đi theo Yến Hồng vừa làm vừa chơi, giày vò tới giờ đã mệt tới mức mi mắt trên dưới đánh lộn, Yến Hồng dẫn hắn đi ngủ trưa, Đông Phương Tề gần 2 tháng không thấy đệ đệ yêu cũng đòi đi theo. Yến Hồng không nói gì, ngược lại Mộc Vũ Phi không cao hứng, Đông Phương Tề vừa thấy hắn đã không ngớt cười một cách quỷ dị, lại càng tức giận sao Yến Hồng không thân thiện với hắn nhưng hai huynh đệ song sinh kia thì lại khác. Tập nhân nói heo mẹ một lần có thể đẻ tới mười mấy con đấy. Khụ, sơ ý, hình như mắng tới gì rồi, tội lỗi, tội lỗi. Đông Phương Manh mặc áo khoác, dưới cái nhìn thiết tha của ca ca ruột vẫn bình thản thiếp đi. Mộc Vũ Phi ăn no quá bội thực, bụng tới giờ vẫn khó chịu, nhịn một lát rốt cuộc nhịn hết nổi, vác cái bụng quả dưa chui tọt vô nhà xí. Đông Phương Tề cười thầm, ra hiệu cho Yến Hồng ra gian ngoài, nhỏ giọng nói chuyện với nàng. Hành tung của tiểu thế tử huynh đã báo cho Nhữ Nam Vương rồi, chờ qua sinh nhật Manh đệ, bái từ đường xong, huynh lập tức dẫn hắn về kinh thành, ủy khuất đệ muội nhịn thêm vài ngày nữa. Hắn sớm đã nhận thư từ trong phủ, biết được tiểu thế tử này gây ra không ít chuyện, hừ hừ, đợi tên này về đến kinh thành rồi, cam đoan Nhữ Nam Vương sẽ thưởng cho một bữa măng xào thịt bằm. Nhị bá vất vả rồi. Yến Hồng cũng chẳng muốn giấu sự khó chịu với Mộc Vũ Phi, tên kia y chang đồ bám đít, thế giới hai người của nàng và Manh Manh bị một cây nến bự chảng cắm vào. Một là nàng không thích tự ngược đãi mình, hai là nói không chừng tên này có ý tưởng không nên với nàng, về sớm tốt cho tất cả mọi người. 2 tháng không gặp, Manh đệ tiến bộ đến thế, huynh đa tạ đệ muội. Đông Phương Tề nghiêm trang chắp tay thi lễ với Yến Hồng. Yến Hồng vội vàng tránh qua một bên, nhị bá nói thế là sao? Tướng công và thiếp thân là vợ chồng, thiếp thân chăm sóc tướng công là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người một nhà cần gì khách sáo như thế, cứ như thiếp thân là người ngoài. Đông Phương Tề ngẩn ra, cảm thấy hành động này của mình quả thật hơi xa cách, ngượng ngùng cười với Yến Hồng. Vừa khéo y nhân bưng trà vào, vừa cười vừa hành lễ với Đông Phương Tề. Nô tỳ bái kiến nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia và tam thiếu gia cùng ngày sinh, không biết nhị thiếu gia thích ăn món gì, nô tỳ đi chuẩn bị. Đông Phương Tề cười nói, không cần đâu, ta và Manh đệ không làm chung sinh nhật, chỉ cần chuẩn bị món Manh đệ thích là được. Thật ra Yến Hồng cứ mãi thắc mắc vấn đề này, trước đó nghe lão phu nhân nói Đông Phương Tề đặc biệt quay về làm sinh nhật cho Đông Phương Manh, nàng đã cảm thấy kỳ quái, hai người là song sinh. Chẳng lẽ không cùng sinh nhật? Bây giờ chính tai nghe Đông Phương Tề phủ định, càng thấy lạ hơn. Đông Phương Tề thấy bộ dạng khó hiểu của Yến Hồng, mỉm cười giải thích, đệ muội không biết đấy thôi, tuy huynh và Manh đệ là huynh đệ song sinh nhưng sinh nhật lại không tổ chức một ngày. Hắn ngừng một chút, có chút mất mát, thu lại nụ cười, nói tiếp, Manh đệ sinh ra không bao lâu, cân nặng nhẹ hơn huynh rất nhiều, thân thể cũng không khỏe mạnh. Sau lớn lên một chút mới phát hiện hắn bẩm sinh không trọn vẹn, chưa từng nói chuyện, có đặt thứ gì trước mặt hắn cũng không để ý. Cha mẹ vì thế mà đau lòng không thôi, từ khi ta có trí nhớ tới nay, mỗi lần sinh nhật, tuy làm cho hai người chúng ta nhưng người ngoài chỉ chú ý tới ta, phản ứng đối với Manh đệ hết sức xấu hổ. Bọn họ đều phát hiện Manh đệ khác thường, tuy quà vẫn đủ 2 phần nhưng chỉ khen ngợi ta, yêu thương ta, bỏ mặc Manh đệ một bên. Nói ra thì, lúc ấy ta rất nực cười, thậm chí còn thấy cao hứng vì một mình độc chiếm 2 phần quà. Mãi đến khi Hoàng Nhất Đại Sư đến nhà, xem quẻ cho Manh đệ, nói Manh đệ tuổi nhỏ bạc phước, nuôi trong nhà sợ không cách nào trưởng thành, nên đưa vào chùa, nhờ phúc phần Phật tổ che chở mới bảo toàn được. Sau khi Manh đệ bị dẫn đi, mẹ thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, ta luôn tự trách mình, nếu không phải ta cướp phúc lợi của đệ đệ, sao hắn còn nhỏ lại bị tách khỏi mẹ được? Sao phải chịu khinh rẻ, bỏ mặc trong ngày sinh nhật như thế? Vì thế ta nói với mẹ, sau này ta không làm sinh nhật, nhường cho một mình đệ đệ, để ta khỏi cướp lấy phần phúc hắn nên có. Hai người chúng ta đều là con của mẫu thân, lòng bàn tay mấu bàn tay đều là thịt, bà không đành lòng thấy ta như thế bèn nói cha nghĩ biện pháp quân bình, năm lẻ thì làm sinh nhật ta, năm chẵn làm sinh nhật Manh đệ. Hoàng Nhất Đại Sư cũng nói cách này cực hay, như thế, hai chúng ta có thể chia đều may mắn, đều được kéo dài tuổi thọ, coi như là biện pháp lưỡng toàn. Thật ra mỗi năm, bất luận là đến sinh nhật ta hay là Manh đệ, ta đều lén lút đến chùa thăm Manh đệ, chẳng qua hắn không để ý đến ta. Đông Phương Tề nói xong có hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu. Y nhân đứng bên nghe mà rưng rưng nước mắt, Yến Hồng cũng cực kỳ xúc động. trong mắt người ngoài, Đông Phương Manh bất hạnh cỡ nào. Nhưng họ nào biết, hắn có người nhà yêu thương như thế, là người hạnh phúc nhất thế gian. Tướng công được người ca ca như thế là phúc của chàng. Nhất định trong lòng chàng biết, chỉ là không biết cách bày tỏ mà thôi. Hơn nữa, bây giờ nhìn tướng công có chỗ nào là người bạc phước, nhị bá cứ yên tâm. Yến Hồng thấy giọng điệu Đông Phương Tề rõ ràng có ý tự trách bèn lên tiếng an ủi. Đông Phương Tề tuy là huynh trưởng nhưng nói sao cũng chỉ là thiếu niên 18 tuổi, nghe thế thì cười rạng rỡ, bây giờ có đệ muội, đương nhiên huynh yên tâm. Ha ha, huynh còn chờ ôm cháu đây. Yến Hồng choáng, tên này thật là bắt chước y chang lão phu nhân, không uổng là mẹ con. Không ngờ qua hôm sau, công phủ có khách không mời mà đến. Chương 33, vị khách được cưng chiều. Vị khách không mời này chính là lá ngọc cành vàng danh xứng với thực, thập lục công chúa được đương kim hoàng đế yêu thương nhất, Mộc Thính Đào. Thính Đào, cái tên nghe thi vị biết bao, ắt hẳn là một nữ tử cương nhu đầy đủ, hơn nữa có chút tài hoa, song thực tế, người thật. Khụ, khá là dũng mãnh. Cái vị lá ngọc cành vàng này chưa thông báo thì xông vào cửa lớn chính sảnh như một quả cầu lửa. Mọi người còn chưa thấy rõ bóng dáng đã nghe nàng quát lớn. Đông Phương Tề, lấy áo lông công của bổn công chúa ra đây. Chỉ kịp thấy một bóng dáng mảnh mai xông tới trước mặt Đông Phương Tề, tay ngọc thon thon chỉ thẳng vào sống mũi thẳng tắp của Đông Phương nhị công tử. Đông Phương Tề cũng rất khí phách, thong dong uống xong chén trà trong tay, hừ lạnh một tiếng, áo này là thái tử ban thưởng, biến thành của công chúa khi nào vậy? Ngươi tên tiểu nhân này, rõ ràng là ngươi dùng thủ đoạn bất minh lừa đi, thái tử ca ca bị ngươi bịt mắt, bổn công chúa không phải đồ ngốc đâu. Tay ngọc chỉ đến nỗi Yến Hồng nghi ngờ không biết có phải nhị bá nhà mình đã làm chuyện gì khiến người căm ghét hay không. Ý công chúa là, thái tử là đồ ngốc. Mi mắt Đông Phương Tề không thèm nhúc nhích, rất có bản lĩnh tức chết người. Ngươi nói bậy, ta không có nói thế. Lần này khách quý tức đến mức quên xưng, bổn công chúa, luôn. Được rồi, Tề Nhi, con im đi, còn không tạ tội với công chúa. Lão thân tham kiến thập lục công chúa giá đáo không ra nghênh đón từ xa, mong công chúa thứ tội. Lão phu nhân thấy tình hình càng lúc càng nóng, vội vàng cứu viện. Yến Hồng và mọi người cũng đi theo hành lễ. Thập lục công chúa sao nhận nổi lễ này của lão phu nhân? Lại nói lão phu nhân đường đường nhất phẩm cáo mệnh, luật lệ triều đình quy định, phàm là mệnh phụ nhất phẩm trở lên, gặp phi tần, công chúa được miễn hành lễ, gặp hoàng tử, thái tử được miễn quỳ. Cộng thêm vợ chồng công gia xưa nay được hoàng đế khá kính trọng, nếu nàng chịu lễ, ngược lại trong lòng băn khoăn, vội vàng tiến lên đỡ bà. Lão phu nhân, người đừng đa lễ như thế, bằng không phụ hoàng lại mắng Đào Nhi. Hơn nữa là con không mời mà tới, không thể trách mọi người. Mọi người đứng dậy cả đi. Phẩy tay, hiện rõ phong thái hoàng gia, lúc này mọi người mới đứng dậy. Nghe xong, Yến Hồng cảm thấy cô công chúa này không xấu tính, là nữ tử thẳng thắn. Lão phu nhân cười nói, công chúa đến được là phúc khí của phủ lão thân, mời ngồi. Người đâu, dâng trà. Gia nhân thấy lúc thập lục công chúa mới tới rất nóng nảy, nhanh trí đi pha trà bát bửu bưng tới. Trà bát bửu này là Yến Hồng pha uống lúc rỗi, sau đó cả phủ đều thích uống trà này, nhất là lão phu nhân vào mùa thu bị nóng, uống trà giải nhiệt không ít. Hơ, trà gì thế, uống ngon quá. Lão phu nhân rời đề tài làm thập lục công chúa quên mất trước đó mình ầm ĩ cái gì, nhìn chén trà nào là cẩu kỳ tử đỏ, nào là lá trà xanh lục, còn có hoa cúc vàng vàng, hoa nhài trắng trắng, nhìn rất đẹp mắt, không nhịn được mím môi nhấp một ngụm nhỏ, uống xong lớn tiếng khen ngợi. Đây là trà bát bửu, công chúa thích thì lát nữa để hạ nhân pha nhiều hơn. Nếu không chê, cứ đem cách pha chế về, đều là những thứ thường gặp, rất dễ ngâm. Lão phu nhân xem ra cực kỳ hiểu vị công chúa này, ngắn ngủi vài câu đã dẹp yên công chúa. Công chúa nghe xong gật như gà con mổ thóc. Vừa vặn Mộc Vũ Phi và Đông Phương Manh vào sảnh, Yến Hồng vừa thấy trong lòng nhẹ nhõm. May mà Đông Phương Manh không mặc cái áo lông công kia, nàng nghe rõ ràng, vị công chúa này tới đòi áo, nếu thấy áo đó mặc trên người Đông Phương Manh, vậy thì khó nói rồi. Lại một Đông Phương Tề nữa. Công chúa vừa đặt chén trà xuống, tò mò liếc nhìn liền chỉ ngón tay vào Đông Phương Manh hét lên. Yến Hồng nghĩ bụng, chắc nàng không biết Đông Phương Tề có một đệ đệ song sinh đây. Đông Phương Manh đi tới, ngoan ngoãn gọi một tiếng, mẹ, rồi đi lại cạnh Yến Hồng, mím môi cười xòe bàn tay nắm chặt ra cho nàng nhìn, để ngoài tai tiếng la hét của công chúa. Yến Hồng cúi đầu nhìn, là một viên đá cuội bóng loáng, màu vàng nhạt, lấp lánh ánh sáng, quả thật rất đẹp. Cho Hồng Hồng. Yến Hồng mỉm cười hỏi. Hắn gật đầu, cười lộ ra hai lúm đồng điếu. Yến Hồng nhận lấy viên đá, kéo hắn ngồi xuống cạnh nàng. Công chúa nhìn Đông Phương Tề lại nhìn Đông Phương Manh, bừng tỉnh ra, hóa ra các ngươi là song sinh hả? Ui, Đông Phương Tề, hắn đẹp hơn ngươi kìa, hắn có đồng điếu ngươi không có. Giọng điệu chế giễu, rất có ý tưởng ta thắng ngươi một quân. Đông Phương Tề trực tiếp trợn trắng mắt đáp lại. Công chúa phồng má, hừ một tiếng quay đầu tiếp tục quan sát Đông Phương Manh, quên bén Mộc Vũ Phi ở bên cực lực muốn trốn tránh. Mộc Vũ Phi thừa lúc nàng không chú ý, vội vàng bôi mỡ vào chân, lùi về phía cánh cửa. Lão phu nhân thấy công chúa tò mò bèn giải thích, đây là tiểu nhi tử của ta, quanh năm ở trong chùa, tính tình nhút nhát, có chỗ thất lễ mong công chúa thứ lỗi. Không có gì, lần đầu tiên con thấy song sinh đấy. Không ngờ giống như tạc vậy. Hiển nhiên công chúa hãy còn tính trẻ con, dễ cáu mà cũng dễ nguôi. Vậy ngươi tên gì thế? Ngươi lớn hơn hay nhỏ hơn Đông Phương Tề vậy? Công chúa nhìn không đã nghiền, dứt khoát nhảy phóc tới trước mặt Đông Phương Manh hỏi thẳng. Đông Phương Manh nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, lúc Yến Hồng tưởng hắn sẽ không đáp, đang sốt ruột thì nghe hắn nói, mắt to. Yến Hồng giật mình, quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn công chúa, đầu hơi nghiêng một bên, đây là động tác tiêu chuẩn lúc hắn quan sát nhập thần. Công chúa, quả thật có một đôi mắt to sáng rỡ. Đông Phương Tề lại bi phẫn rồi, dựa vào đâu công chúa dã man này vừa gặp manh đệ thì được hắn trả lời hả. Hắn không phục, cực kỳ không phục. Ngươi nói ta hả? Hi hi, ta thích cái tên này, vậy cho phép ngươi sau này gọi ta mắt to. Ngược lại công chúa hết sức cao hứng, duyên dáng chớp đôi mắt to, cười tít mắt gật đầu nói. Manh Manh, mắt to. Đông Phương Manh thấy nàng cười cũng cười theo, sau đó chỉ tay vào mình, lại chỉ công chúa. Lần này rốt cuộc công chúa cũng phát hiện hắn không ổn, ngây ra một hồi, quay đầu hỏi, có phải hắn? Không bình thường. Đông Phương Tề ghét nhất là nghe người khác nói đệ đệ mình như thế, lập tức gầm lên, cô mới không bình thường ấy. Hoàn toàn quên người đối diện hắn là công chúa. Hại thập lục công chúa hoảng hồn, lão phu nhân lườm hắn một cái, hắn ngoảnh mặt sang một bên, vẫn tức giận. Ngươi làm gì dữ thế, ta chỉ hỏi thôi mà, đâu có ý gì khác đâu. Công chúa tủi thân bĩu môi lầu bầu, ngón tay quay quay con cá nhỏ bằng vàng đeo nơi đai lưng, giọng càng lúc càng nhỏ. Không sao, Manh Nhi nhà chúng ta không giống người thường. Mở miệng giải hòa, dập lửa vẫn là lão phu nhân, bà nhìn Đông Phương Manh đầy yêu thương, nói, Manh Nhi sinh ra liền không thích nói chuyện, đến giờ tâm tính vẫn đơn thuần như trẻ con, bất quá rất ngoan ngoãn nghe lời, là đứa bé ngoan. Dạ, xin lỗi lão phu nhân, con thật tình không cố ý. Công chúa có vẻ thấp thỏm nhìn Đông Phương Tề một cái, quay sang nói với lão phu nhân. Công chúa có sai gì đâu, đừng để trong lòng. Manh Nhi là bảo bối trời ban cho cả nhà chúng ta, hiện giờ nó khỏe mạnh, chúng ta đã thấy đủ rồi. Vừa hay 2 ngày nữa là sinh nhật nó, công chúa phải ở lại chơi đấy nhé. Lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cười nói. Dạ, con cũng sẽ chiếu cố Manh Manh đệ đệ. Nàng nói chuyện cực kỳ tự nhiên, mọi người nghe mà đổ mồ hôi. Công chúa nhìn chừng 15-16, tốt xấu gì Đông Phương Manh cũng đã 18 rồi, thế mà nàng kêu chả thấy mắc cỡ gì. Đông Phương Tề muốn phản bác ngay tức khắc, bị lão phu nhân tiêu diệt bằng một ánh mắt, giáng nuốt trở về. Cũng không biết vì sao, Bình thường Đông Phương Tề cư xử với ai cũng hòa nhã tử tế, đụng phải công chúa ngang bướng này cứ như ăn thuốc nổ, đụng là bùm. Yến Hồng cảm thấy rất thú vị. Công chúa nghe chuyện Đông Phương Manh xong càng thân thiện với hắn hơn, đồng thời cũng hết sức hiếu kỳ với Yến Hồng. Dù sao nữ tử có dũng khí gả cho người như Đông Phương Manh, nàng cảm thấy rất bất thường. Chỉ là mỗi lần ánh mắt Yến Hồng quét tới chỗ nàng lại chột dạ nghiêng đầu tránh đi. Khiến người ta bất ngờ là thái độ của Đông Phương Manh. Đối với người lạ, Đông Phương Manh tuyệt đối không dễ dàng để ý, lại tiếp nhận thập lục công chúa ngoài dự đoán. Gần như mỗi câu nói của nàng, hắn đều đáp lại, cũng không bài xích cùng nàng chơi đùa. Chỉ là ngẫu nhiên có tiếp xúc đụng chạm tay chân, thân thể sẽ cứng đờ trong thoáng chốc. Yến Hồng lẳng lặng quan sát một trận mới yên tâm, âm thầm thuyết phục bản thân, hắn có bạn mới là chuyện tốt. Thế nhưng trong lòng không phải không để ý, đối với lời nói của nàng, rất nhiều khi, nàng phải lặp lại 5-3 bận hắn mới nghe được, nghe lọt vào tai. Người ngoài chỉ nhìn thấy nàng nói sao hắn nghe vậy, có ai thấy được nàng trả giá bao nhiêu đâu. Thôi được rồi, sao thế chứ? Yến Hồng lắc đầu, thử thoát khỏi nỗi buồn bực này. Bản thân trở nên hẹp hòi như thế, không phải chuyện tốt. Dù sao với cảm xúc hiện giờ của Đông Phương Manh, hắn sẽ không hiểu dạng tâm tình đó. Hắn đối với công chúa bất thường, cũng chẳng nói được điều gì. Có điều không biết từ lúc nào lại nảy sinh ý nghĩ độc chiếm lòng hắn, hy vọng toàn bộ tâm thần hắn đều đặt trên người mình, hy vọng mọi chú ý của hắn đều không thoát khỏi mình. Nữ tử chìm sâu trong tình yêu, quả nhiên đều đuôi mù hết. Tiểu Manh Tử, mau đoán xem cành cây này có mấy cái lá. Từ lúc thập lục công chúa vô tình phát hiện trình độ nhạy cảm với số của Đông Phương Manh, luôn thích cái trò kiểm tra này, hơn nữa thử trăm lần chuẩn cả trăm. Nàng cầm cành cây, hưa một cái trước mặt Đông Phương Manh rồi vội vàng giấu ra sau lưng, mở to mắt chờ hắn, mà hắn cũng không phụ mọi người kỳ vọng, buột miệng, 13. Oa, Manh Manh giỏi quá. Đông Phương Tề tên ngu ngốc kia, ngươi làm được chắc. Công chúa cổ vũ còn không quên bất kỳ cơ hội nào đả kích Đông Phương Tề. Từ sau khi nghe nói áo lông công tặng cho Đông Phương Manh, nàng không đòi Đông Phương Tề nữa. Đông Phương Tề trực tiếp trợn trắng mắt hầu hạ. Yến Hồng phát hiện thời gian này hắn luyện động tác đó cực kỳ nhuần nhuyễn, gần như đạt đến trình độ tự phát tự thu. Đối tượng đương nhiên là thập lục công chúa điện hạ, những người khác còn chưa có cái vinh hạnh đó. Thành thử bây giờ công chúa cũng có kháng thể với con mắt trợn trắng của hắn, trực tiếp phớt lờ. Đông Phương Tề rất buồn bực, hắn căn bản không nghĩ mình chân trước ra cung, thập lục công chúa cũng chân sau theo tới. Còn là xin hoàng đế hạ chỉ nữa, hắn muốn đuổi nàng đi cũng không có cách. Không có chuyện gì cứ ưa ầm ĩ với hắn thì thôi đi, bây giờ còn chiếm đoạt đệ đệ yêu dấu của hắn nữa, đã vậy còn đùa với đệ đệ vui vẻ như thế. Thật sự hết nhịn nổi rồi, hắn nhất định phải nghĩ cách đuổi cái đèn cầy siêu bự này đi. Chương 34, tiệc sinh nhật. Rốt cuộc Mộc Vũ Phi vẫn bại lộ hành tung. Tuy rằng Sơn Trang chiếm diện tích rất lớn nhưng địa điểm hoạt động của hắn cũng chẳng được mấy chỗ, đụng chúng công chúa chỉ là chuyện sớm muộn. Ngược lại công chúa thấy bộ dạng như gặp quỷ của hắn, cực kỳ khinh bỉ lừa mắt, lần sau thi văn, nhớ đừng viết, ghen tị, thành, bụng gà, 25. Phải nói công chúa này cũng là kiểu giết người không thấy máu, nhẻ ngay chỗ đau của người ta mà đâm, Mộc Vũ Phi tức giơ chân, tại ta viết quá nhanh, không chú ý kiểm tra. Mặt đỏ bừng bừng, còn căng thẳng nhìn Yến Hồng một cái, sợ Yến Hồng càng không coi hắn ra gì. Công chúa phẩy tay, lạnh lùng hỏi, vậy, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ, viết thành, ngư hà chi trùy, hà phạn bất cật, 26, ngươi giải thích sao đây? Xin lỗi. Yến Hồng nhịn hết được, kéo Đông Phương Manh chạy tới một góc cười như điên, Mộc thế tử này tài thật đấy. Đông Phương Manh thấy nàng cười run hết cả người, còn tưởng nàng bị lạnh, tốt bụng ôm nàng vô lòng, cho nàng mượn ngực ù ấm. Công chúa nhìn mà hâm mộ không thôi, cái tên Đông Phương tiểu nhị kia cũng săn sóc nàng được như thế thì hay quá, khụ. Trong tiếng ầm ĩ ồn ào nói cười, rốt cuộc đến ngày 12 tháng 12, công phủ nghênh đón sinh nhật 18 tuổi của Đông Phương Manh. Mới sáng sớm Đông Phương Manh đã trùm cái áo lông công yêu thích lên người. Vốn hắn còn định mặc áo gấm đỏ sau khi thành thân cất lại, bị Yến Hồng khuyên can hết lời mới thôi, bằng không một lát nữa mọi người thấy chắc chắn cười vỡ bụng. Nàng không muốn hắn biến thành trò cười thứ hai ở Sơn Trang sau Mộc Vũ Phi đâu. Sáng sớm Yến Hồng đã len lén làm một cái bánh kem sinh nhật 3 tầng, trên cùng còn dùng trái cây nặn thành hình búp bê đầy màu sắc dương dương đắc ý, ngửa mặt lên trời cười dài, đại biểu cho Đông Phương Manh. Trên mặt bánh cũng dùng tương hoa quả viết mấy chữ: chúc Đông Phương Manh sinh nhật hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ. Kem là mấy ngày trước nàng tới nhà tá điền mua sữa bò tươi mới vắt về lên men, thử mười mấy lần mới làm ra mùi vị chính cống. Dù sao điều kiện nơi này quả thật thiếu hụt, mấy đóa kim hoa mới ngửi mùi đều nuốt nước miếng, chừng sau ăn sản phẩm thất bại, ăn tới muốn ói. Mộc Vũ Phi tính ăn vụng mấy lần đều bị Yến Hồng đuổi đi. Ngược lại công chúa tranh thủ ăn được một lần, khen không dứt miệng, nói thẳng đến ngày sinh nhật Đông Phương Manh nhớ chia cho nàng một miếng lớn, to thật to, để nàng ăn cho đã mới được. Hôm nay sinh nhật, tâm tình Đông Phương Manh cực kỳ vui vẻ, chủ yếu là gặp người nào cũng nghe người đó nói: chúc Manh Manh, Manh thiếu gia, sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng như hôm nay, năm nào cũng như hôm nay. Câu này sáng sớm khi thức dậy Yến Hồng đã nói với hắn rồi. Lúc ấy Yến Hồng cười rạng rỡ lắm, hắn biết đấy là câu nói hay. Tuy rất nhiều người không quen, hạ nhân công phủ hắn gặp không biết bao nhiêu lần vẫn không nhớ, hắn cũng không để ý họ, nhưng nghe xong mím môi càng vui vẻ, đốm đồng điếu luôn hiện ra, ai nhìn cũng biết tâm tình hắn vui vẻ thế nào. Quà của Đông Phương Ngọc và Đông Phương Tề đã đưa từ sớm rồi. Lão công gia tặng mấy con vịt con bằng gỗ tử đàn. Đông Phương Manh cầm xong tò mò nhìn bọn tiểu cường nửa ngày, vẻ mặt kinh ngạc. Lão phu nhân tặng một cái chăn thêu đầy chữ phúc, do bà tự tay may thêu từng mũi một, hiển nhiên đã chuẩn bị rất lâu rồi. Đông Phương Manh thì không sao, nhưng Yến Hồng có thể nhận ra lòng yêu thương con tha thiết từ trong đó, hết sức cảm động, giúp hắn cất lại đàng hoàng. Ngay cả Hoàng Nhất Đại Sư, sau khi hay tin cũng đích thân tới tặng ngọc bội đã được chiếu sáng trên Đại Hùng Bảo Điện. Có điều ông chỉ dừng lại một lát, mỉm cười thần bí thưởng thức Yến Hồng một chút liền đi, nói là tục sự đã xong, muốn đi vân du bốn bề, mặc cho công gia phu nhân nằn nì giữ lại lâu thêm thế nào cũng chỉ phẩy tay áo, không lưu luyến rời đi. Mộc Vũ Phi tặng một cái cửu liên hoàn bằng ngà voi, bởi vì có một ngày hắn bi thương phát hiện, công phu gỡ nhanh cửu liên hoàn mà hắn luôn tự hào bại trong tay người hắn vẫn cho là đồ ngốc Đông Phương Manh. Đông Phương Manh mở cửu liên hoàn trong thời gian hắn không thể theo kịp, hơn nữa cách mở mỗi lần đều khác nhau. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đã sinh phi, sao sinh manh, này nọ, không thể không cam bái hạ phong, còn tặng vòng cửu liên hoàn mình thích nhất trong bộ sưu tập cho Đông Phương Manh. Bà con cứ xem như triều đại này cũng có Tam Quốc diễn nghĩa đi, diễn tả rõ ràng hơn há. Khiến người ta tò mò nhất là quà tặng của Yến Hồng và công chúa. Yến Hồng thì mãi không thấy lấy ra, còn công chúa lấy quà ra lại không cho mọi người xem, thần bí bí gói ghém kín mít, mọi người căn bản không kịp nhìn đó là cái gì. Mà Đông Phương Manh cũng rất nghe lời, nàng bảo hắn không được cho ai nhìn, hắn liền chạy đi giấu ở chỗ không ai tìm được. Thế nên mọi người càng tò mò hơn, đã thế công chúa còn không ngừng khoe khoang, hề hề, chắc chắn các người không đoán ra là cái gì đâu. Ta thuận tay dắt từ trong dương bảo bối nhất của thái tử ca ca đấy. Á à không, là tìm được, bảo bối tuyệt thế nhá. Đông Phương Tề nghe mà nhíu mày, thái tử là đồng môn với hắn. Đương nhiên hắn biết sở thích quái đản của thái tử, có thể bị tên kia xem là bảo bối thì không bình thường nổi. Thật ra Yến Hồng chuẩn bị 2 món quà, một món là cái bánh kem 3 tầng siêu bự kia, món còn lại, nàng muốn tặng riêng cho Đông Phương Manh, là thứ nàng cho rằng cực kỳ quan trọng, cần sự chứng kiến của cả hai mới giao cho đối phương. Thế nên hiện giờ, thấy mọi người đều hăm he muốn nhìn quà của nàng cười, vỗ tay, để 5 đóa kim hoa dơ cao hộp bánh kem bưng vào. Vừa mở ra, mọi người sững sờ, mùi bơ sữa thơm lừng khiến mũi mọi người bận tíu tít, hình dạng đẹp đẽ độc đáo, trang trí tinh xảo khiến mắt mọi người cũng mở to hết cỡ. Công chúa đã ăn qua bán thành phẩm không khép miệng lại được, ngày hôm trước nàng đã ăn rồi, rõ ràng chỉ là bánh ngọt màu vàng thôi, tuy mùi vị rất ngon nhưng không đẹp thế này. Hồng Nhi, còn thật sự khiến chúng ta bất ngờ quá. Công gia phu nhân cũng không ngừng tán thán. Nhân vật chính Đông Phương Manh chạy thẳng tới muốn ôm bánh kem vô lòng. Đông Phương Tề nhanh tay lẹ mặt cản lại, bị hắn ôm kiểu đó, ai mà ăn được nữa. Tuy nói đồ ăn đẹp như thế hắn làm thị độc của thái tử cũng chưa thấy bao giờ, đẹp tới mức không nỡ ăn nhưng cũng không thể để tiểu đệ phá hủy được. Yến Hồng tiến lên kéo Đông Phương Manh đang giãy giụa trong lòng Đông Phương Tề, giật tay hắn nói, Manh Manh, phải dùng dao cắt ăn nha. Manh Manh là thọ tinh, để Manh Manh cắt được không? Thế này Đông Phương Manh mới dừng lại, ngơ ngáo theo nàng đi lấy dao dài đặc biệt chuẩn bị, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, bánh, cắt. Khoan khoan, y nhân, khả nhân, đi lấy đĩa và muỗng lại đây, à đúng rồi, còn mấy cái nĩa vài ngày trước ta bảo quản sự Tiểu Lâm làm nữa, lấy cả lại đây luôn, ăn bánh kem phải dùng thứ đó mới thú vị. Yến Hồng một tay túm bàn tay dục dịch của Đông Phương Manh, một bên sai nhóm nha đầu. Đợi đĩa mõng đầy đủ, lại bày mọi người cách ăn ra sao, Yến Hồng liền thả tay Đông Phương Manh ra, xem hắn định cắt bánh kem thế nào. Trước khi cắt bánh, hắn tò mò thò ngón út ra móc một miếng kem cho vô miệng, quay đầu nhe răng cười với nàng, ngọt. Yến Hồng biết, cái hắn gọi là ngọt, ý là thích, là vui vẻ. Bèn gật đầu, hắn lại quay đầu lại, chuẩn bị động thủ. Công gia, phu nhân và Đông Phương Tề đều khẩn trương nhìn hắn chằm chằm. Yến Hồng thầm nghĩ bọn họ thật đáng yêu, mặc kệ cắt thành hình gì đều không chê cả. Không ngờ hắn cắt mấy đường, thế mà chia bánh kem tầng trên cùng thành 8 phần đều đặn, chỉ ít nhìn cực kỳ đều, không thấy khác biệt gì cả. Yến Hồng nghĩ bụng, đáng tiếc không có thiết bị đo lường, bằng không nhất định đo thử. Mộc Vũ Phi không hổ được công nhận là đồ tham ăn, hoàn hồn lại trước tiên, hỏi Yến Hồng, ăn được không? Yến Hồng cười nhìn Đông Phương Manh, Manh Manh, có thể ăn rồi đó. Đông Phương Manh chớp chớp mắt, thông minh nhổ búp bê hoa quả gắn ở trên cùng xuống đặt qua một bên, bắt đầu từ tầng trên cùng cẩn thận chuyển từng miếng bánh kem vào đĩa. Động tác tỉ mỉ này hắn làm có vẻ rất ổn, cứ như đã làm vô số lần, thực tế thì đây là lần đầu tiên hắn thử. Miếng thứ nhất bỏ lên đĩa đàng hoàng, hắn đặt qua một bên, chuyển tiếp miếng thứ hai. Mộc Vũ Phi muốn lên lấy ăn bị Đông Phương Tề cản lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn muốn xem đệ đệ chia làm sao. Chuyển xong tầng bánh nhỏ nhất, Đông Phương Manh mới bưng hai đĩa, đưa đến trước mặt công gia, phu nhân, mím môi nói, cha, mẹ, bánh, ăn. Hắn vẫn cố chấp gọi tất cả điểm tâm hình tròn ăn được là bánh. Vành mắt công gia và phu nhân phút chốc đỏ hoe, kích động cầm lấy nói, ngoan, con ngoan, cha mẹ ăn. Đông Phương Tề ngồi bên nhìn, mắt cũng đỏ lên, có điều Mộc Vũ Phi cho rằng hắn tức giận vì Đông Phương Manh không đưa cho hắn đầu tiên mới thế, xì, tranh với cha mẹ cái rể. Tưởng ai cũng tham ăn như hắn. Yến Hồng cũng bất ngờ, xem ra ngày thường tuy Đông Phương Manh không thể hiện nhưng trong lòng cũng biết công gia phu nhân tốt. Miếng thứ ba đưa cho Mộc Vũ Phi, người này vênh váo hết chỗ nói nhìn mọi người một lượt. Đặc biệt đến chỗ Đông Phương Tề thì ánh mắt khoe khoang thấy rõ. Mặt Đông Phương Tề trơ khắc, có điều công chúa tỉ mỉ quan sát thấy khóe môi hắn co giật. Tiếp đó miếng thứ tư, thứ năm, thứ. Bắt đầu chia cho 5 đóa kim hoa, thấy không đủ lại chạy đi cắt tầng thứ hai, vẫn chia thành 8 phần. Thành thử trong 5 người, tập nhân bị chia cuối cùng rất may mắn được miếng to nhất, làm Mộc Vũ Phi la ầm lên, của nàng lớn hơn ta. Mọi người nhất tề khinh bỉ, ngươi không phục thì làm coi. Hắn cười khì chạy tới trước mặt Đông Phương Manh, Đông Phương Manh không buồn để ý, lại rời hai miếng to qua một cái đĩa lớn đưa cho Thập Lục công chúa, xem ra hắn nhớ kỹ công chúa hùng hồn tuyên bố muốn ăn miếng to đây. Công chúa nuốt nước miếng, hùng dũng dùng nĩa găm một miếng cho vào miệng, ngâm nga một tiếng, ôi, ăn ngon ghê. Đông Phương Tề sốt ruột lắm rồi. Đệ đệ yêu dấu luôn thích bỏ qua hắn, hu, hắn cũng cần đệ đệ yêu thương che chở mà. Ngoài mặt vẫn cười nhạt, nhìn kỹ sẽ thấy, nụ cười đó còn cứng đờ trên mặt. Đông Phương Manh quay đầu nhìn, công gia phu nhân ăn sắp xong rồi, không do dự đưa thêm hai miếng lớn nữa, tiếp đó rốt cuộc cũng chia cho Đông Phương Tề một miếng. Làm huynh trưởng không dễ mà, thiếu chút nhỏ lệ anh hùng ngay tại trận, Chia xong tầng thứ hai, trong tay Yến Hồng vẫn không có miếng nào. Ánh mắt mọi người nhìn nàng không khỏi mang theo chút đồng tình. Thật ra bản thân Yến Hồng không ưa ăn ngọt, nhất là loại bơ sữa siêu béo này, nàng cảm thấy mình ăn sẽ bị độc chết. Có điều thấy mọi người gần như ai cũng có phần, riêng mình thì tay không, trong lòng cũng có chút để ý. Tầng thứ ba Đông Phương Manh không cắt, vạch ra thêm một vòng vừa khéo quanh hàng chữ chúc mừng sinh nhật Yến Hồng viết trước đó, cũng không biết hắn cố ý hay vô tâm, không hề phá hỏng cái này. Hắn quay đầu lấy búp bê trái cây, lại kéo tay Yến Hồng, ngồi trước bàn, vây lấy tầng bánh lớn nhất dưới cùng này, trực tiếp cầm muỗng múc một miếng bơ sữa trắng trắng, kiên định đưa tới bên môi nàng. Yến Hồng theo bản năng há miệng ăn, bởi vì miếng kem quá lớn, miệng nàng chứa không hết, lại thêm động tác hắn hơi vụng về, bị dính một ít lên mặt. Yến Hồng còn chưa kịp lau đi, hắn đã há miệng liếm, liếm sạch sẽ gọn gàng, liếm xong cười nói, ngọt. Toàn bộ buồn bực trước đó của Yến Hồng bay sạch sẽ, chỉ còn lại gương mặt đỏ như tôm luộc. Sau dường như hắn cảm thấy ăn kiểu này càng ngon hơn, mõm nào cũng đòi đút nàng, sau đó liếm mút trên mặt nàng, thuận tiện bình phẩm. Kết quả cuối cùng, mọi người trợn mắt há mồm, mắt nổ đom đóm, nàng ăn ngọt tới phát ngấy, bụng thiếu chút thì nứt. Buổi tối, trước khi đưa quà của mình, Yến Hồng vô tình lật thấy món quà thần bí của công chúa dưới chăn. Hỏi Đông Phương Manh có thể khui ra không, được hắn đồng ý rồi. Yến Hồng tò mò mở ra nhìn, lập tức xung động muốn hộc máu, chỉ thấy cái thứ được gói nhiều lớp khăn tơ tằm kia, chính là mấy bức tranh ngòi bút mạnh mẽ tinh tế, đủ màu sắc tươi đẹp mà sinh động như thật. Xuân cung đồ. Thập lục công chúa được đồn đãi, quả nhiên không giống người thường. Chương 35, Tị hỏa. Xuân cung đồ, còn gọi là tranh khiêu dâm, còn có một cái tên nhã nhặn che che giấu giấu là tị hỏa đồ. Sau khi la hét khởi đầu, Yến Hồng ngồi xếp bằng trên giường hào hứng ngang nhiên thưởng thức mấy bức tranh trong tay. Hết cách, đời trước nàng chưa có xem, tò mò mà. Không thể không nói, mấy tấm xuân cung này cực kỳ thành công khi thể hiện tư tưởng uyên bác, nội liễm hàm xúc của văn hóa cổ đại. Nhìn ngòi bút người ta mà xem, ý cảnh này, khắc họa nhân vật này, cái gọi là muốn nói lại thôi này, cảnh ôm tì bà che nửa mặt hoa này. Khụ, nửa kín nửa hở thế này càng phát huy sức tưởng tượng. So với cái kiểu vừa nhìn đã kích thích thị giác của đời sau có vị hơn nhiều. Được rồi, Yến Hồng thừa nhận, kỳ thật mình thích xem Xuân Cung Đồ, thú vị hơn phim X ở kiếp trước nhiều. Đang nhìn ngon mùi, một cái đầu to đen nhánh sán lại rụi rụi trên vai nàng, hồng hồng, đau. Hà, đau chỗ nào? Yến Hồng lật đật quay đầu lại kiểm tra xem hắn khó chịu chỗ nào, thấy tay hắn cứ đè trên bụng, chắc là ăn bánh kem nhiều quá bội thực rồi, buổi tối hắn có ăn gì đâu. Bụng à, có phải chướng rồi không? Yến Hồng thỏ tay xoa xoa bụng cho hắn, hắn gật đầu, liền đó thoải mái hừ hừ mấy tiếng. Yến Hồng xoa nửa ngày, thấy hắn có vẻ đỡ hơn nhiều xong vẫn không yên tâm, bèn mở cửa gọi nha đầu đi lấy ít lát sơn tra tới, đút hắn ăn một chút cho dễ tiêu hóa. Mắt to, tặng manh manh. Hắn chỉ vào lụa vàng rải rác trên giường. Hích, quan trọng không phải là cái bọc bên ngoài mà là nội dung bên trong, hiểu chưa? Yến Hồng xoắn suýt vấn đề này, không biết có nên nhắc nhở hắn mấy bức tranh bên cạnh nàng đây mới là nội dung chân chính hay không, thì thấy hắn đã chú ý tới, còn thò tay cầm lên, xem một cách nghiêm túc. Hơ, hắn xem hiểu à? Manh manh, biết đây là cái gì không? Miệng nàng giật giật, hỏi một câu. Tranh. Trả lời ngắn gọn, Yến Hồng hết biết đối đáp. Làm cái gì? Nhìn nửa ngày, rốt cuộc hắn không nhìn ra được mấy người trong tranh đang làm cái gì, nhíu mày, vẻ mặt rất đáng yêu hỏi nàng một câu. Yến Hồng cười ngu ngơ, không biết nên trả lời ra sao, nhưng hắn cố chấp nhìn nàng, rất hiển nhiên là cần đáp án. Hơ, bọn họ đang luyện công, đúng, luyện công, âm dương song tu. Xem, nam là dương, nữ là âm. Yến Hồng chỉ bừa một hồi, lén lút quệt mồ hôi, nguy hiểm quá, thiếu chút nói cái đáp án hết hơi, yêu tinh đánh nhau, rồi. Thật tình, không biết thập lục công chúa có biết nàng tặng cái thứ bỏng tay này hay không đây? Yến Hồng có thể tiếp thu hảo ý của nàng, nhưng muốn Đông Phương Manh có thể hiểu cái này lại là chuyện khác à nha. Chờ mong nàng giải thích với thằng nhãi như con nàng này, cái gì là quan hệ nam nữ, cái gì là chu công chi lễ, cái gì là nghĩa vụ vợ chồng hả? Oái, xét đánh nàng trước đi. Đông Phương Manh lại nhìn chòng chọc nửa ngày, cuối cùng cũng không nghiên cứu ra cái gì, tiện tay vứt sang một bên, cất khối lụa vàng vào trong cái hòm gỗ nhỏ cạnh giường. Cái dương báu vật nho nhỏ này Yến Hồng tìm người làm cho hắn, tất cả bảo bối của hắn đều ở trong đó. Yến Hồng há hốc mồm nhìn mấy bức tranh tuyệt diệu bị hắn vứt bỏ, cân nhắc nửa ngày, hay là cất giùm hắn trước. Khụ. Ngày mai có nên lén lút hỏi Thập Lục công chúa đã xem chưa, có cảm tưởng gì không ta? Đúng rồi, thiếu chút quên chuyện quan trọng nhất. Yến Hồng móc trong túi ra hai chiếc nhẫn vàng đã chuẩn bị sẵn từ sớm, hoàn toàn thiết kế theo kiểu dáng nhẫn kết hôn đơn giản nhất của kiếp trước. Nghe nói lúc y nhân cầm đi làm, còn bị ông chủ tiệm vàng quấn lấy cả buổi trời hỏi kiểu này do ai thiết kế, có thể giao cho họ bán hay không vân vân. Nàng mở to mắt, đi vào đoạn hôn nhân nhìn có vẻ bình thản song chung quy không hề bình thường này, không hề muốn chỉ làm lữ khách một đoạn thời gian. Tuy trước đó nàng ôm tư tưởng là một con sâu gạo tiêu dao, tự do tự tại qua ngày. Nhưng một khi đã nhận định con đường này rồi, nàng sẽ tiến tới không chùn bước. Trước đây chẳng qua không có cái gì khiến nàng quyết định như thế mà thôi. Cho dù trong mắt người đời hắn không đầy đủ như thế, nhưng tình yêu có muôn ngàn vạn kiểu, hạnh phúc hay không chỉ có bản thân mới biết. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình quá lạnh lùng, lý trí vượt xa tình cảm. Mặc cho trước mắt có xảy ra chuyện lớn bằng trời nàng cũng chỉ lạnh lùng sống cuộc sống của mình. Nhưng rất nhiều khi, lạnh lùng quá mức ngược lại khiến nàng không nhận ra được mình thật sự cần gì, muốn gì. Trái lại, là trái tim nóng bỏng của hắn, từng bước giúp nàng quyết định, mơ hồ dẫn đường nàng, đi về phía bờ bên kia đầy ấm áp và yên tâm. Mà bờ bên kia, nàng đã xác định sẽ có hắn. Vì thế, để chiếc nhẫn biểu tượng cho hứa hẹn này làm nhân chứng đơn giản mà vĩnh hằng đi. Biết không? Nàng cười giơ nhẫn ra trước mặt hắn. Tròn tròn. Hắn đáp không chút chần chừ. Cái này á, gọi là nhẫn kết hôn. Nếu một nam một nữ kết thành vợ chồng, giống như Hồng Hồng và Manh Manh ấy, thì một người một cái, sau khi đeo vào, đại biểu cho cả đời bầu bạn nương tựa nhau. Manh Manh muốn vĩnh viễn chung sống với Hồng Hồng không? Nàng mở to mắt, nghiêm túc hỏi hắn, cố chấp tin tưởng, nhất định hắn sẽ hiểu thâm ý trong đó. Muốn, vĩnh viễn chung sống. Hắn nhìn mắt nàng, gật đầu rất nhanh, cũng không biết có nghe rõ ràng nàng nói gì không, phản ứng đơn giản thẳng thắn, không lẫn bất cứ điều gì. Vậy đeo nhé. Lại gật đầu. Yến Hồng kéo tay hắn, chậm rãi đeo vào ngón tay hắn, kích cỡ rất vừa vặn, cũng rất hợp với làn da hắn. Không được tháo xuống nha. Nàng nhấn mạnh. Hắn lấy làm lạ liếc nàng một cái nhưng vẫn gật đầu. Manh Manh đeo giúp Hồng Hồng. Vươn tay, dựa trên người hắn, Yến Hồng cảm giác mặt mình đỏ lên. Thế này có tính là làm nũng không? Hích, lớn chừng này tuổi rồi, hình như hơi mất mặt. Có điều ông xã mình mà, chắc là không có gì đâu nhỉ. Hắn bắt chước nàng vụng về đeo nhẫn lên tay nàng. Còn học nàng cầm tay nàng lên xem rồi xem, lại gật đầu, có vẻ như rất hài lòng. Yến Hồng đang nhìn vui vẻ, không ngờ đến câu nàng nói vừa rồi hắn cũng sao chép lại luôn, không được tháo xuống nha. Thật đúng là học sinh giỏi. Ngày hôm sau, Yến Hồng thừa lúc không có ai hỏi công chúa, cái đó. Quà ngài tặng tướng công, thật tình nàng không biết nói sao. Tuy nói nhìn cô công chúa này có vẻ là một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, không mưu mô gì nhưng ai biết liệu nàng có tiềm năng đen tối hay không. Ồ, hắn cho tỷ coi rồi. Xem ra hắn rất thích tỷ nha, cũng đúng, các người là vợ chồng mà. Thế nào, thích không? Bình thường thái tử ca ca cưng lắm ấy, nói là bản in cuối cùng rồi, rất đẹp, không cho ai đụng vô hết. Đáng tiếc ta thuận tay dắt mất, khủ, cầm lấy. Cũng không kịp nhìn xem trong đó vẽ gì nữa. Ui, xem ra cũng không khác mấy thứ trong cung là bao. Vừa khéo nghe nói Manh Manh rất thích vẽ liền tặng cho hắn. Nói cho tỷ biết nha, Bình thường ta ghét nhất là thảo luận mấy cái tranh cổ với bọn họ. Cái gì mà ý cảnh, bút pháp, chẳng qua là một bức tranh thôi. Còn lôi ra đạo lý nhân sinh đạo này nọ. Ôi, toàn là hủ nho. Tuy Thập Lục công chúa mới đến một ngày nhưng đã thể hiện rõ năng lực kết bạn mạnh mẽ của nàng. Như bây giờ mở miệng ra là ta, nói đến chỗ dở của mình cũng chẳng che giấu, cực kỳ cởi mở tự nhiên. Cứ tưởng nàng tặng Xuân Cung đồ vì cố ý đùa bỡn, không dè nàng chưa xem mà dám đem tặng, xỉu. Hơ, công chúa tặng chúng ta, không biết thái tử biết rồi có trách tội không? Không ngờ thái tử cũng có ham mê này. Dám hắn tức dậm chân lắm. Không đâu, thái tử ca ca chiều ta lắm. Với lại, huynh ấy quản được ta à, ta cũng đã tặng đi rồi, chẳng lẽ huynh ấy còn không biết xấu hổ đòi về? Yên tâm, không đời nào. Công chúa xua tay, nói hết sức hào phóng. Yến Hồng không biết công chúa thế này là thuộc trường phái rộng rãi hay phóng khoáng nữa, cũng không biết nên đánh giá thế nào, đành cười hì hì. Kế đó nàng lại ngoắc tay với Yến Hồng, cười gian manh kề tai Yến Hồng hỏi, này, manh không dành sự đời như thế, nghe nói tỷ gả tới đây cũng chưa lâu, sao hắn lại nghe lời tỷ thế? Cái này à, thật ra tướng công dễ chung sống lắm. Vậy Đông Phương tiểu nhị sao không giống đệ hắn chút nào thế? Giống manh dễ thương hơn nhiều, cái tên Đông Phương tiểu nhị kia, cả ngày sụ mặt như người chết, ta đâu có thiếu tiền hắn. Thập Lục nghe xong bĩu môi, cực kỳ bất bình phẫn nộ. Hô, hóa ra là đi tố khổ với nàng. Trải qua quan sát và phân tích tử tế, Yến Hồng phát hiện, tuy Thập Lục công chúa hợp dơ với tướng công nhà nàng một cách bất ngờ nhưng hình như nàng cũng chỉ đơn thuần xem manh là bạn tốt, khụ, thậm chí là đối xử như đệ đệ. Ngược lại tâm tư đối với nhị bá nhà mình lại rất nhẫn nại. Lúc Đông Phương Tề không chú ý, nàng luôn lén lút nhìn trộm hắn. Một khi Đông Phương Tề đối mặt với nàng cứ xông lên tìm đại lý do nào đó gây gổ một trận, không chọc cho hắn tức giơ chân không cam lòng. Không thể không nói, cách bày tỏ tình yêu của vị công chúa này thật khác với mọi người. Thật ra chỉ cần công chúa và nhị bá hòa hảo, tin rằng cuối cùng nhị bá sẽ nhìn thấy chỗ tốt của công chúa. Yến Hồng rất hiểu tâm sự của tiểu cô nương, mở miệng an ủi. Bổn công chúa không hiếm lạ đâu. Thấy tâm sự của mình bị người ta vạch trần, tiểu công chúa hơi ngượng, tìm đại lý do chuồn mất. Sau sinh nhật 2 ngày, đoàn người về đến Trấn quốc công phủ. Mấy chú vịt bảo bối bị để lại Sơn Trang. Tuy Đông Phương Manh không nỡ nhưng cũng không chống đối rõ ràng lắm. Yến Hồng lặng lẽ quan sát nửa ngày, phát hiện hắn không có gì bất thường mới yên tâm. Hỏi hắn, ngược lại hắn nghĩ thoáng, vịt con thích trong trang. Nghĩ cũng phải, đất ruộng mênh mông, lại có ao nước rộng rãi, còn có rất nhiều thức ăn tươi, mấy con vịt con đều không nỡ đi. Dù sao sau này nhớ thì đi thăm cũng được. Sau khi về đến công phủ, Yến Hồng luôn bận rộn chuẩn bị bái tế từ đường. Đây là lần thứ 2 Đông Phương Manh vào từ đường từ khi sinh tới giờ, hơn nữa còn sau sinh nhật 18 tuổi của hắn, nói đúng ra, coi như lễ trưởng thành. Huống chi hắn đã cưới vợ, thân là thê tử, nàng cũng phải ra mắt trước bài vị tổ tiên, cuối cùng còn ghi tên vào gia phả, xếp chung với tên hắn. Vì thế mấy ngày liền nàng không có nhiều thời gian bên Đông Phương Manh, mà Mộc Vũ Phi cả ngày ở không, chơi bời lêu lỏng lại rất nhiều ý tưởng quỷ quái cùng với tiểu công chúa tiếp nhận nhiệm vụ chơi cùng. Không ngờ còn chưa tới ngày tế tổ, tiểu công chúa này lại gây chuyện. Hơn nữa chuyện này còn mang lại thay đổi to lớn khó nói nên lời cho cuộc sống của Yến Hồng, khụ, coi như quà tặng kèm cho hậu quả quậy phá của tiểu công chúa đi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.